em thấy cái ngành nào cũng vậy, họ luôn có những cái bản hợp đồng cam kết là sự uy tín, sự đúng giờ. Và tất cả những cái đơn vị giao hàng, những cái đơn vị mà giao đồ ăn hay gì đúng đi rồi. Họ luôn cạnh tranh nhau về cái chuyện thời gian. Thì đó, bởi vậy nó mới có câu là thời gian quý hơn vàng bạc. Nhiều khi bạn cảm thấy bạn hời hợt với từng giây phút mà bạn cảm thấy sao cũng được, mình làm này kia chút. Nhưng mà biết đâu ở đâu đó, công việc đó người ta đang ngồi đợi mình. Và họ cũng có thời gian, họ cũng có gia đình để phải về. Họ cũng có những cái công việc tiếp theo để phải chọn lựa. Nên thành ra em thì nhân cái chương trình này, cái chủ đề này nó quá hợp với em luôn. Đúng rồi. Tại em dành gần như là khoảng 30% thời gian để em ngồi em gây lộn với bạn em về cái chuyện mà trễ giờ. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Tất cả những mối quan hệ xung quanh em, cái quỹ xung quanh em, những người mà thân thiết luôn, những người mà mình làm việc luôn nhiều, luôn đúng giờ.